Ái già đá vào mặt bố mày à? Lên. Sợ cái eo gì? Sốc điện. Đánh cho mày biết sợ thì thôi chứ. Ai da, ai da, ai da. Đúng rồi, bắn chết con mẹ đi. Thế thôi. À ui. Thì về hai con gà này. Thích vãi lìn nữa. Gặp cái thế mà con Poppy nó counter được thì, thích lắm anh em ạ. Ôi, các bạn lại nói như thế rồi, tôi lại buồn. Cứ mỗi lần tôi cầm Poppy tôi giết người là y rằng các bạn lại bảo là ở cái rank này bọn nó hay đứng gần tường thì phải. What the fuck? Đi mẹ đâu ra cái tư duy nó quái đản như vậy được nhở? Bye bye người anh em. Thương người anh em phải nàn. Ơ ui 70 đồng mà ma rẻ rúm thật chứ. Chán lắm rồi. Công việc của bọn bạn, đội bạn đó là về nhà theo đường hàng không, sau đó thì lại ra đường, sau đó chết tiếp. Có dấu hiệu phá game à? Để nó xem cái thằng Ezreal này có thực sự là cố tình chết không nhá. Nếu mà cố tình chết thì tôi report cho các bạn xem. À cái này đấy, farm last hit đây này. Chẳng qua là lúc đấy họ mất tập trung. Họ window shopping rồi họ mất tập trung. Chứ họ đâu có phá game. Nói vậy oan uổng, bao đại nhân ơi. Oan uổng quá. What the fuck? Nó ping hỏi chấm mới kinh chứ. Thôi toàn ông bạn rồi. Ông ôi ôi ôi. Danh con này vào đây hộ cái thích cái băng trụ đánh chết mẹ luôn. Ôi ôi thì phải có đấy mình ném ra cái nội tại thằng kia chết chắc rồi. À ôi đau thế. Ui được Andrew
thằng Ezreal lại mồng 2 tháng 9 nữa. Ui ui, nhờn với nó. Ơ à. Háo toét. Mất e phát giết ngay. Ui giời ơi. Ôi chết cả hai à, đèn thế. Lại diễn rồi. Hơn nó có 11 mạng rồi kìa. Mẹ chúng mày bị điên à? Chúng mày bị điên à? Mất đại chưa? Mất đại chưa? Mất đại chưa? Đéo được rồi. Đéo gì thế. Nó ra đây nhá, té luôn này. AD nó mờ nhạt quá thể. À nhầm, thằng đường trên Darius. Ôi mình là support à, mình không có tele à, thế mình phải đi ra ngay từ đầu à? Holy shit. Ok đợi tôi tí. Con Ly á, có gì đâu mà ả đảo. Nhìn thì có vẻ hơi xanh thế thôi, ảo cái gì. U đánh thật đấy. U ăn nhanh không kìa. U ba lửa một đất kìa. Nó cứ lại là lút cán. Oh, end game rồi. Hay quá. Mỗi mình chết thuê, nhục nhã thật. Lên mẹ cái. Thôi xong. Thì mẹ AD chăm nó đến như thế mà không lớn được cái gì thôi. Tốc biến không? Hết à? Thôi đẩy đi. Đẩy bot luôn. Bọn nó hồi sinh hết rồi. Ôi được rồi, thịt mẹ lãi ngáo lìn. Giữ nha, giữ cái Baron mà đẩy cho nó hiệu quả nha.
cao con đường lên. Hỏi chấm cái đéo gì. Có mấy con gà này. Thế cho nó nhanh. Chả hiểu hỏi chấm cái quần què gì ạ. Bố thiên sư các bố trẻ. Dành hàng về bọn được. Thôi đừng cố, đừng cố. PK làm đéo gì mất thời gian thế. Easy. Trận này boss tụi nó yếu quá. Pick cái team yếu quá. Có cái tiết hạnh gì?